thành lập nhiều năm hơn. Và tất cả những cái sự đóng góp này nó giúp cho chúng ta có được những cái trải nghiệm mua sắm nó càng có giá trị hơn. À, một cái phương châm mà lớn nhất của công ty, quý vị Lâm Trường Vĩ lúc nào cũng mà nói với tất cả nhân viên và cả những người thợ thiết kế, chúng tôi không phải là người bán hàng, quý vị. Cái châm ngôn của mình là mình không đóng cái vai trò người bán hàng, mà mình đóng cái vai trò là giúp cho khách hàng lựa chọn sản phẩm theo những cái gì họ tìm kiếm. Cho nên nó khác. Quý vị thấy là nghe thì mình tưởng nó giống nhau. Mình không phải là người bán hàng, mà mình là người giúp khách hàng tìm kiếm sản phẩm. Tại sao nó khác nhau? Là bởi vì khi mình bán hàng đó quý vị, quý vị bán thì quý vị chỉ tập trung vào lợi nhuận. Mình bán cái gì mình cần cái lợi nhuận đó là bán. Nhưng mà khi mình giúp người ta tìm cái sản phẩm đó thì tự nhiên mình sẽ có lợi nhuận. Là bởi vì tại sao quý vị? Người ta tìm được cái sản phẩm người ta ưng ý, người ta tìm, mình dắt người ta đi mua nhà mà người ta tìm được căn nhà người ta ưng ý, thì bảo đảm quý vị người ta tìm mọi cách, người ta mượn tiền nhà băng, người ta tìm mọi cách, người ta chạy tiền để người ta mua. Hay là người ta tới một cái tiệm ăn mà bảo đảm đồ ăn mà ngon thì bảo đảm quý vị người ta đem hết dòng họ, gia đình, bạn bè người ta tới ăn hoài hoài. Cho nên là mình giúp khách hàng tìm kiếm những cái sản phẩm họ muốn mua thì tự nhiên lợi nhuận của mình nó lúc nào nó cũng tiếp tục nó tràn đầy. Cho nên là đó là cái vai trò của công ty chúng tôi suốt hơn 15 năm vừa qua. Và ngày hôm nay chương trình rất là đặc biệt, bởi vì tất cả quý vị mua sắm ngày hôm nay, yes, chúng tôi sẽ có phần quà tặng là vòng cẩm thạch. Nào quý vị thấy đây, tất cả những cái vòng cẩm thạch này quý vị ra tiệm, nói chung là quý vị thông cảm dùm là em còn size nào là mình tặng size đó cho quý vị. Tất cả quý vị mua sắm từ $500 trở lên, cái nào mà dưới $500 mình không tặng quà được, là bởi vì cái chi phí của những cái này nó hơi khá là nhiều quý vị. Những quý vị nào ra tiệm mua, quý vị thấy có những cái vòng cẩm thạch như vậy. Đẹp, hiện giờ ngoài Phước Lộc Thọ đang bán cho quý vị là từ $200 cho đến $300, 200 đến 300 đồng. Thì quý vị nghĩ nếu mà quý vị mua một món hàng của chúng tôi mà $500 thì cái giá trị của những cái vòng này cũng đã hơn cả gần cả $100 rồi. Thì quý vị thấy là đây là món quà tặng tri ân khách hàng đó. Đây quý vị ha, rất là nhiều những cái vòng cẩm thạch để đem đến quý vị, vòng lá hẹ, vòng màu xanh. Mình có size nào thì quý vị lấy giúp em size đó. Mình không phải là size nào mình cũng có, cho nên là có size nào thì sẽ gửi tặng quý vị size đó. Ngày mai quý vị ra tiệm lấy hàng, tất cả quý vị ra sẽ nhận được phần quà tặng là vòng cẩm thạch khi quý vị mua hàng từ $500 trở lên nha quý vị. Mỗi khách hàng sẽ nhận được một phần quà tặng, bởi vì mình chỉ giới hạn không có nhiều. Cho nên đây là chương trình kỷ niệm anniversary 1 năm chi nhánh mới được thành lập và 15 năm công ty đã được gặp quý vị trong Phước Lộc Thọ. Và một lần nữa Happy Friday, Happy Summer, Happy July 4, Happy tháng 7, Happy tháng 6, Happy cuộc sống. Và chúc tất cả quý vị thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và bình yên trong cuộc sống của quý vị. Và khi quý vị có nhu cầu mua sắm, quý vị đến với thương hiệu Lâm Triệu Vĩ Diamond. Và tiệm chúng tôi nằm ngay chính giữa sân khấu Phước Lộc Thọ. Quý vị ra cái mall Phước Lộc Thọ, đứng ngay chính giữa sân khấu, nhìn thẳng lên lầu, bảo đảm quý vị phải thấy được tiệm của chúng tôi, không cách nào mà không thấy được. Cái đó là cái mục đích mà tại sao chúng tôi mở cái chi nhánh này nằm ngay chính giữa trung tâm Phước Lộc Thọ. Nó rất là quan trọng quý vị, bởi vì hiện giờ là không có một cái tiệm kim cương nào ở trên lầu 2 mà có cái view nhìn xuống sân khấu, mà duy nhất là tiệm chúng tôi. Cho nên là cảm ơn quý vị, và ngày hôm nay mời quý vị bước vào sản phẩm đầu tiên. Đây là một món hàng rất là tuyệt vời, bảo đảm quý vị nhìn cái sản phẩm thôi quý vị sẽ thấy rất là đẹp rồi quý vị ơi. Đây là một cái viên đá màu hồng, mà cái này là đá Mystic Topaz màu hồng. Quý vị không thấy cái mẫu này bất kỳ nơi đâu đâu quý vị. Đây là cái mẫu mà nếu mà quý vị mua ngày hôm nay phải $500 trở lên, quý vị sẽ được tặng quà tặng vòng cẩm thạch nha. Và đây là một mặt dây chuyền với cái viên đá này, cũng gần 8 ly, 7 ly mấy, 8 ly, tặng luôn sợi dây chuyền. Mẫu thiết kế này ngày hôm nay xin gửi đến quý vị giá là wow, $190 cho mẫu thiết kế này thôi quý vị ơi. $190 nha quý vị. Quý vị nào lấy mẫu thiết kế này, quý vị gọi vào ngay bây giờ. Nếu mà quý vị mua 2-3 món hàng cộng lại là được $500, là quý vị sẽ nhận được phần quà tặng. Quý vị nào ở xa là chúng tôi ship hàng đi cho quý vị luôn nha. Quý vị ở xa mình ship hàng và có quà tặng kèm theo cho quý vị luôn. Và một lần nữa, mẫu thiết kế số 1 là một mặt dây chuyền. Cái viên đá này là đá Mystic Topaz màu hồng, rất là lạ quý vị, nghĩa là nó có 7 sắc màu vòng rồi. Với mẫu thiết kế này với giá là $210. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã gọi vô chương trình ngày hôm nay. Đây là mẫu thiết kế đầu tiên. Đây là một mặt dây chuyền kim cương được thiết kế, và quý vị thấy cái kiểu này làm rất là đẹp nha quý vị. Đây là một cái kiểu design mà có luôn sợi dây chuyền nha. Một lần nữa cảm ơn tất cả quý vị, và chúng ta lại bước qua mẫu thiết kế kế tiếp là số 2 ngay bây giờ nha quý vị. Số 2. Wow, đây cái này mình hello vị, xin chào ạ. Ok.
Dạ rồi, cô lấy số 1 luôn nha. Khi nào cô ghé qua tiệm lấy được ạ? À? Ngày mai hả cô? Dạ rồi, cảm ơn cô nha. Rồi, cảm ơn quý vị. Chúng ta bước vào mẫu thiết kế số 2 là cặp bông tai kim cương. Cặp bông tai này thiết kế ngày mai quý vị ra tiệm lấy, mà mở cửa 11 giờ là em mở cửa sớm ngày mai 11 giờ. Cặp bông tai này rất là đẹp quý vị, chiều dài là 1 inch hơn với giá là 370 đô la, 370 đồng. Cặp bông tai này gần 800 đồng, 800 đô la đó quý vị ơi. Nếu mà giá không sale, cặp bông tai này với giá 800 đô la và ngày hôm nay được on sale cho quý vị chỉ có 370 đô la cho một cặp bông tai. Mẫu này mình chỉ có một mà thôi nha. Rồi, một cái mẫu mà quý vị thấy đây là một đôi bông tai đông đưa nhớ quý vị, dài cũng khoảng đâu một rồi, inch mấy, với giá là 390 đô la, gần 2 inch đó, kim cương kết rất là đẹp. Họ làm giống như kiểu antique á, rất là dễ thương, đông đưa dài, đẹp kiểu lắm nha. Dài lắm nha quý vị. Chỉ cảm có ơn 370 quý vị thôi. Đang gọi vô chương trình ngày hôm nay. Đó, một đôi bông tai đặc biệt kim cương mà quý vị thấy rồi, kết lại rất là xuất sắc luôn, từ trên cho tới xuống dưới luôn, 370 đồng. Anh ơi. Nha quý vị, rồi cảm ơn quý vị rất là nhiều nha. Rồi, cảm ơn quý vị. Rồi, mẫu thiết kế nào, chúng mình xin mời quý vị qua mẫu thiết kế số 3 ngày hôm nay luôn. Ngay bây giờ là xin mời quý vị đến với một mẫu thiết kế đặc biệt của buổi chiều ngày hôm nay. Đây là một thiết kế mặt dây chuyền kim cương. Đây là một viên hộp xoàn, đây là một viên hộp xoàn khoảng 3 ly. Và cái mặt dây chuyền này mình có hai, mình bán hai giá khác nhau, một cái là có sợi dây chuyền hộp xoàn đi kèm chung, và sợi dây chuyền hộp xoàn này là quý vị sẽ mua riêng. Cái sợi dây chuyền hộp xoàn không đó quý vị sẽ là 490 đô la. Ồ, xin lỗi quý vị, cái này là 580 đô la, còn cái mặt dây chuyền là 260 đô la nha quý vị. 260 là cái mặt dây chuyền hộp xoàn 3 ly, tặng luôn sợi dây chuyền, nhưng mà cái sợi dây chuyền hộp xoàn này là mình bán là 560 đô la nha. Quý vị nào lấy, quý vị gọi vào ngay bây giờ cho cái set này luôn. Rồi, đây là nếu mình mua nguyên bộ luôn nha quý vị hả, thì khoảng đâu là 800 mấy đó, mà có nguyên một cái sợi dây chuyền Diamond by the Yard nhớ vị, lâu lắm rồi á mới thấy lại cái sợi dây chuyền by Diamond by the Yard này. Quý vị có thể kết chung với những cái mặt dây chuyền hoặc đeo dây không cũng được đó. Rồi mình đi với một cái mặt dây chuyền, quý vị thấy đây là một viên kim cương khoảng đâu 3 ly, nhưng mà nhìn giống như 4 ly, họ đi cái diamond cut rồi ở ngoài họ bọc với cái chấu bezel nữa đó, làm cho cái viên kim cương nó to hẳn ra. Một mặt dây chuyền với cái sợi dây luôn rất là dễ thương quý vị ơi, mua nguyên cái bộ này thì dễ thương lắm, đeo trên cổ của mình thì quý vị thấy wow, là sự lấp lánh của những rất cái là đẹp. Kim cương mẫu này mình cũng có một mà thôi nha. Rồi, và mặt dây chuyền 200 mấy vậy, 260 đồng. Rồi, cảm ơn quý vị rất là nhiều, và chúng ta sẽ bước qua mẫu thiết kế số 4 ngày hôm nay. Mẫu thiết kế số 4 đặc biệt vô cùng luôn quý vị ơi. Đây là một cặp bông tai hộp xoàn được thiết kế một cái kiểu design. Ở phía sau, ở chính giữa là một viên hộp xoàn 3 ly, 3 ly, và ở phía dưới đáy cũng được nạm kim cương. Đây là một viên hộp xoàn 3 ly đi cùng với cái mặt dây chuyền hồi nãy nha quý vị. Mẫu thiết kế này được on sale ngày hôm nay. Đây là một cặp bông tai, chỉ có một cặp này. Mà xin nhắc lại với quý vị ngày hôm nay, tất cả quý vị nào mua sắm mà trên 500 đô la, quý vị sẽ nhận được phần quà tặng. Cặp bông tai này xin gửi đến quý vị giá là 370 đô la nha quý vị, 370 đô la mà thôi, rất rất là rẻ luôn. Nếu mà quý vị mua 2-3 món cộng lại trên 500 đô la, quý vị sẽ nhận được một phần quà tặng là vòng cẩm thạch thiên nhiên nha. Rồi, một đôi bông tai 3 ly cho mỗi bên, quý vị thấy rồi, đi với cái chấu một lần nữa diamond cut, nhìn giống như 4 ly rưỡi á, và nó rất là sáng, rất là đẹp nha quý vị. Trong cái vỏ bốn chấu đưa lên, và ở dưới họ cũng đi một cái vòng kim cương ở dưới nữa nha. Đó, cặp bông tai này dễ thương lắm, đẹp lắm, mà chỉ có 370 đồng. Đây cũng lại là món quà, mua mình tặng ai thì quý lắm hả, thật sự. Để mà có một đôi bông, mỗi người thấy rồi, nhìn giống như 4 ly rưỡi cho mỗi bên đó. Kiểu bông này mình cũng làm 4 ly mấy, nhưng mà ngày hôm nay tất cả những mẫu này đều sold out, mình chỉ còn duy nhất còn lại mỗi cặp này. Và chúng ta sẽ qua mẫu thiết kế số 5. Số 5 ngay bây giờ là xin mời quý vị đến với một sợi dây chuyền thiết kế bằng những trái tim. Mẫu này làm của Ý, đẹp vô cùng đẹp luôn nha quý vị. Cái mẫu này nha, wow. Ở đây là sợi dây, sợi dây chuyền mà trái tim hết luôn quý vị ơi. Sợi dây chuyền này ngày hôm nay xin gửi đến quý vị giá chỉ có 370 đô la. Ôi, cái này là đẹp, coi coi cái này đẹp quá quý vị ơi. Chỉ có 390 đô la cho sợi dây chuyền này. Sợi dây chuyền này dài bao nhiêu inch? Sợi dây chuyền bằng tất cả là được thiết kế nha quý vị, được thiết kế với những trái tim. Mẫu này của Ý, Italy.
này cũng khoảng 16. 16 hả? 16 hay 18? Có thể 18 đó quý vị. Có thể là 18 inch xem quý vị, chiều dài. Có thể là 18 inch rất là đẹp luôn quý vị. Nào lấy mẫu này xin quý vị gọi vào ngay bây giờ luôn quý vị ơi. Đây là một cái mẫu thiết kế rất là đặc biệt nha. Đó, bằng vàng 14. Đó, mà mình nhìn chủ vị họ làm cái kiểu mà giống như là sand finish đó, cho nên nó rất là đẹp. Nó có một cái kiểu trái tim mà đi hết luôn rồi. Chính giữa đó là đi với con số 8 à, cho một cái sợi dây luôn nha. Đây, đẹp. Cái sợi dây này thì rẻ quý vị, thật sự. Nói tới một sợi dây chuyền mà quý vị thấy nhìn vô là giống như là mấy lượng vàng, nhưng mà đây nó làm nhẹ thôi à. 390 đồng cho 390 đô la nha. Rồi và mẫu thiết kế này với giá là ok rồi à, rất là nhiều những mẫu thiết kế đặc biệt giới thiệu quý vị trong buổi tối ngày hôm nay. Và ngay bây giờ xin mời quý vị lại đến với một mặt dây chuyền là số 6. Wow, mẫu thiết kế số 6 này là clear nè. Ok, mẫu thiết kế số 6 ngay bây giờ nha quý vị. Quý vị nào đến với mẫu thiết kế số 6, mình có 3 sự lựa chọn cho quý vị trên đây. Mình sẽ có 3 cái túi bằng 3 loại đá khác nhau được nạm kim cương bằng vàng 14K của Italy. Mình có cái túi màu xanh, túi màu đỏ và túi màu hồng. Mỗi cái túi này ngày hôm nay được đặc biệt on sale để gửi đến quý vị, giá chỉ có 390 đô la thôi quý vị ơi. 390 đô la, unbelievable. Đây là một cái giá mà phải nói là đây là những cái mẫu thiết kế được làm bằng tay quý vị. Những cái kiểu design này mình chỉ có một mà thôi nha. Dễ thương ha. Cho một cái túi sách quý vị thấy rồi đó, mình có 3 kiểu khác nhau, 3 màu khác nhau luôn đó. Dễ thương lắm. Cái nào nhìn thấy cũng sang, cái nào nhìn thấy cũng đẹp hết. Nhất là những phụ nữ mà xách cái bóp, mình đeo cái mặt dây chuyền này nữa thì rất là hay. Quý vị thấy không? Sang mà đẹp. Với cái giá chỉ có 390 đồng trong mỗi cái bóp này nha. Một lần nữa, 390 đồng. Wow. Nó để coi cái bề ngang nó dài cũng gần hơn 1.5 inch, bề dài cũng vậy nha quý vị. Đó. Đây là một cái túi mà được design rất là đẹp. Quý vị thấy cái màu đẹp không? Màu đỏ, màu xanh và màu hồng. Đó, quý vị lấy màu nào quý vị cho em biết nha. Ok rồi, line số mấy? Line số 6 hả? Ok quý vị, đây là mẫu thiết kế được design với được làm bằng tay mà quý vị thấy mình có 3 màu. Mỗi cái màu quý vị muốn lấy màu nào quý vị cho em biết nha. Rồi, với giá là 410 đô la. Quá đẹp luôn quý vị ơi. Mẫu thiết kế những cái túi sách này á, là quý vị đeo thành cái mặt dây chuyền rất là to. To bằng cái đồng 25 cent nha quý vị. Rồi, và một lần nữa cảm ơn tất cả quý vị đang theo dõi chương trình ngày hôm nay nha. Ok rồi, và xin mời quý vị qua mẫu thiết kế số 7 ngay bây giờ luôn. Mẫu thiết kế số 7 ngày hôm nay sẽ là một mặt dây chuyền đặc biệt lắm quý vị. Một viên kim cương 3 ly. Viên kim cương, ôi xin lỗi quý vị, 3.5 ly diamond, dancing diamond, tặng luôn sợi dây chuyền. Mẫu thiết kế này xin gửi đến quý vị giá là 470 đô la cho mẫu này, 470 đô la mà thôi nha quý vị, quá sức là rẻ luôn, 470 đô la. Khỏi thấy, có cái phô, gọi không thấy gì hết, không biết gì. Rồi mình đến với mặt dây chuyền dancing nha quý vị. À, với một viên kim cương à, nó là hình giọt nước kim cương kết hết. Rồi ngay chính giữa có một viên kim cương. Trời ơi, đẹp quý vị ơi, hình như là 4 ly. Trắng sạch đẹp lắm. Gọi mà không hiện lên. Như điện thoại nó không hiện lên. Em nay không biết làm sao. Rồi. Đây là mặt dây chuyền kim cương sáng lắm nha quý vị, trắng sạch đẹp lắm. Một viên kim okay, cương đồng đưa rất đen xinh ngay chính nha. Giữa đó. Đó là 4 ly còn bọc nguyên một cái vỏ xung quanh luôn, đều là xuất sắc hết cho những viên kim cương này. Một lần nữa, 470 đồng. Hello cô Thu Nguyễn ở trên YouTube và tất cả quý vị đang theo dõi chương trình ngày hôm nay. Một lần nữa xin nhắc lại với quý vị là chương trình ngày hôm nay quý vị mua sắm sẽ có phần quà tặng vòng cẩm thạch nha quý vị. Nếu mà quý vị mua sắm trên 500 đô la trong buổi tối ngày hôm nay, quý vị sẽ có một phần quà tặng. Rồi, và mẫu thiết kế này là một kiểu design dancing 600 mấy ngay sale còn. Chỉ không? Có 400 mấy thôi. Anh đã chiếu qua giùm em luôn. Đây quý vị, tất cả quý vị nào mua sắm ngày hôm nay mình sẽ có vòng cẩm thạch quà
quà tặng cho quý vị nha. Rồi trên 500 đô la là mình sẽ có quà tặng cho quý vị. Quý vị nào mua sắm, tất cả quý vị ra ngày mai lấy hàng, mình sẽ có vòng cẩm thạch. Mỗi cái vòng này quý vị nào mua sắm trên 500 đô la đó, có chừng thấy những cái mẫu vòng đẹp quá ha. Quý vị, mình có size to nha quý vị, size 55. Hiện giờ mình có size 55, size 58, có size 57, những cái vòng to rất là hiếm có, và bây giờ mình có và cũng có size 50. Những cái vòng này là như size 50 nè quý vị ha. Tất cả quý vị ra mua sắm, mỗi khách hàng mình sẽ nhận một cái phần quà tặng thôi. Bởi vì đây là những cái vòng mà quý vị thấy ngoài Phú Lộc Thọ người ta cũng đang bán với giá là gần 200 mấy 300 đô la, tùy theo những cái nơi. Cho nên là đây, một lần nữa cảm ơn tất cả quý vị, và xin mời quý vị tiếp tục trở lại với mẫu thiết kế số, ngay bây giờ xin mời quý vị đến với số 8. Oh my god quý vị ơi, mẫu thiết kế số 8 đặc biệt lắm luôn nha. Đây là một cặp bông tai, mẫu này nổi tiếng theo cái kiểu của Tiffany and Company. Mẫu thiết kế số 8 chỉ có 190 đô la ngày hôm nay mà thôi quý vị ơi. 190 đô la cho cặp bông tai thiết kế trái tim. Đây là một cặp bông tai được design với mỗi bên là những cái hình trái tim nạm kim cương. Oh, đẹp quá, đẹp đẹp lắm nha quý vị. Cái bông thì nó đặc biệt, cái kiểu thiết kế chỉ có 100 mấy chục đồng mà mua được quà tặng rồi, làm sao mà tưởng tượng nổi không. Rồi rồi, 210 luôn. Cảm ơn quý vị đang gọi vào cặp bông tai này. Ô, chỉ có 100 mình sẽ có 4 cặp bông này giới thiệu quý vị ngày hôm nay. Mình sẽ có 4 cặp lận nha quý vị. Rẻ quý vị nào lấy, quý vị gọi vào nha. Rồi, oh wow, khách hàng là cho những cái mẫu này là những cái mẫu mà bảo đảm quý vị khi quý vị mua về quý vị đeo cũng rất là đẹp, mà nếu mà quý vị để dành làm quà tặng thì chắc chắn quý vị đây cũng là một mẫu thiết kế mà mình đeo cả 10 năm sau mình làm mới lại mình đem đi tặng, cũng là một cặp bông tai tuyệt đẹp tuyệt vời, kiểu thiết kế rất là mới. Quý vị thấy hai bên là hai viên hột sần hai ly mấy, rồi đi nhận theo cái kiểu pave hai trái tim, rất là dễ thương luôn quý vị. Đây là một cặp bông tai được nạm kim cương mà mẫu thiết kế đặc biệt cho chương trình sale ngày hôm nay mà quý vị mua sắm. Nãy giờ nếu mà quý vị mua tổng cộng được 500 đô la là quý vị đã có quà tặng rồi, phải 500 đô la trở lên nha quý vị. Dưới 500 đô la thì mình không có quà tặng được, là bởi vì đây là những cái sản phẩm được đặc biệt on sale cho quý vị rất là rẻ ngày hôm nay rồi, cộng với đường dây thì quá trời. Đó, ok rồi, anh ơi cho em giá luôn. Ok, hello Vĩ nghe đây ạ. Ok rồi, like số mấy luôn. Và kế tiếp xin mời quý vị qua thêm một mẫu nào nữa đây. Mẫu thiết kế số số 10. Số 10 nha. Số 10 là gì? Đây gì đây? Rồi mình đến với một chiếc lắc tay nhé, về số 10 anh ơi. Một chiếc lắc tay, wow, ruby nhá vị. Nó là màu đỏ nha. Nhiều khi trên TV nó mình nhìn cái ánh đèn thì nó khác, nhưng mà đây là màu đỏ rất là đẹp, với giắt cắt hình oval. Cứ đi một cái viên kim cương ở phía dưới nhỏ thôi, khoảng một ly mấy, rồi cái viên ruby với giắt cắt oval rất là đẹp. Đây là những viên ruby mà cái màu phải nói là xuất sắc luôn nha. Rồi bằng vàng màu vàng thì quý vị thấy rồi, kim cương màu trắng nè, ruby màu đỏ nè, rồi vàng màu vàng, ba màu làm cho chiếc lắc tay này lại nổi bật lên. Wow, cái này bao nhiêu tiền ha? Rồi quý vị ơi, đây là một cái lắc tay này đẹp lắm, những cái viên ruby em nói rồi, phải nói là rất là đẹp. Đây là một cái lắc tay ruby, ở trên đây có những viên oval mà được thiết kế thành cái hình giọt nước. Và sợi dây lắc tay ruby này là khoảng 1.200, ngày hôm nay xin gửi đến quý vị giá chỉ có 670 đô la mà thôi quý vị ơi. Wow, amazing, 670 đồng thôi. Yes. 670 đồng cho một chiếc lắc tay nhé vị, vừa vàng kim cương và luôn cả đá ruby nữa. Đẹp chưa? Đó. Này tới mấy chục viên ruby lần em coi. 2 4. Nay có quý vị nào đi chơi 8, không? 10 12 14 16 18 20 viên ruby hả? Wow. Nhiều quá. Em thấy hình như hơn. 4 6 8 10 12 16 18. Dạ, 20 viên ruby, 20 viên kim cương. Đó. Vàng cũng mấy chỉ vàng rồi, lần nữa 670 đồng cho chiếc lắc tay ruby. Đó, vì nào thích ruby thì đây em lần nữa
một chiếc lắc tay ruby giá cắt hình oval. Cái màu của cái ruby này đỏ đẹp lắm nha. Quý vị nhớ nhớ vì quý vị mua sẽ quý vị sẽ được tặng một chiếc vòng cẩm thạch. Wow. Quý vị nào đang theo dõi chương trình ngày hôm nay, chúng ta đang đến với một chương trình sale mà quý vị lại có thêm quà tặng nữa thì rất là vui nha. Rồi, cái vòng này ngoài kia ta bán cũng 200 mấy 300 đó. Wow, cái màu lý màu bạch đẹp quá. Đẹp lạ. Rồi số 10 nha. Đeo rồi, và xin mời quý vị qua mẫu thiết kế kế tiếp sẽ là một cái bộ string là số 9 nha quý vị. Đây là một bộ đá string màu vàng gồm cặp bông tai và mặt dây chuyền. Cặp bông tai Lâm Triệu Vĩ gửi đến quý vị giá chỉ có 370 đô la, và cái mặt dây chuyền Lâm Triệu Vĩ gửi đến quý vị giá là 570 đô la, 370 và 570 nha. Quý vị muốn lấy mẫu nào cũng được nha quý vị. Cặp bông tai là 370 hả? Bông mặt là 570. Rồi mình nói tới cái mặt cái đôi bông đi. Quý vị thấy rồi, với hai viên đá string giá cắt là hình oval kim cương bọc xung quanh, quay họ đi với những viên kim cương nhỏ thôi mà họ đi cái chấu diamond cut nhìn giống như là kim cương to vậy đó vị. Họ màu vàng đặc đẹp biệt. Quá hả? Màu họ làm đặc không? Biệt lắm nha. 370. Rồi cái mặt dây chuyền chỉ có 570 đồng. Mẫu về thấy rồi, nguyên cái bộ này khoảng 900 mấy, mình có nguyên một cái bộ kim cương với đá đá string rất là đẹp nhớ vị, dễ thương lắm. Mình không cần phải mua nguyên bộ, quý vị có thể mua cái mặt hoặc là mua đôi bông tùy theo cái nào mình thích, còn không thì mua cả hai luôn thì tuyệt vời. Rồi đó là 370 cho đôi bông nè, 570 cho mặt nè. Rồi đó, bộ đá string luôn nha, rực rỡ luôn, chiếu lấp lánh luôn, với ba viên đá màu vàng string. Xong rồi. Đây là mẫu thiết kế số 9, là một cái bộ nguyên một cái set luôn, và xin mời quý vị bước qua mẫu thiết kế số 11. 11 là một cặp bông tai queen. Quý vị thấy kiểu bông tai đẹp không quý vị? Kiểu bông tai này á, là một cái kiểu bông tai mà đi cái kiểu queen á. Đẹp quá ha. Đôi bông tai queen kết kim cương. Đẹp lắm quý vị ơi, cặp bông tai queen này là một trong những cặp bông tai queen mà Lâm Triệu Vĩ thấy là nó dễ đeo nhất. Mà nó quý vị đeo á là rất là chắc, nó kiểu theo của nó gọi là paper clip design. Cái này là cái paper clip design, là quý vị thấy là mình đeo vô nó có ba cái khoanh paper clip á hả? Ba cái đồng tiền hả? Không phải, nhìn giống như đồng tiền vậy quý vị, nhưng mà không phải đồng tiền ha. Mẫu thiết kế này ngày hôm nay đặc biệt on sale cho quý vị chỉ có 390 đô la thôi quý vị ơi, 390 đô la cho cặp bông tai này. Cái mẫu này là hộp xoàn đi 1.5 ly, nằm sát đáy tai, bản bề ngang cũng khá là to. Ồ, quý vị thấy này, có ba cái clip kim cương, ba cái đằng sau là bằng vàng đó, đi 6 cái này. Cái bản nó cũng dày dặn, vàng cũng nặng nhớ vị, nó dày lắm, không phải nhẹ đâu nha. Đó, cho nên không có phải là nhẹ mỏng manh đâu, cái này rất là rắn chắc, rất là đẹp. Đó, cho một đôi bông tai khoen với kết kim cương, đi ba cái vòng khoanh đó, kim cương xung quanh, rồi ba cái khoanh ở đằng sau bằng vàng. Dễ thương lắm.
mình có thể quý vị có thể chia ra quý vị đeo một ngày đeo bằng vàng không bên một ngày mình đeo kim cương đó, mình có thể đổi ngược lại tùy theo mình thích cái nó như thế nào đó. Rồi chỉ có 390 đồng cho đôi bông tai khoen này thôi nha, 390 đồng quý vị thấy không đó. Rồi 410 đô la luôn. Cảm ơn quý vị đang theo dõi chương trình ngày hôm nay và rất là nhiều sản phẩm được on sale. Và kế tiếp ngay bây giờ xin mời quý vị lại bước qua một chiếc nhẫn thiết kế nổi tiếng số 12. Mẫu nhẫn này rất là nổi tiếng nha quý vị. Đây là một chiếc nhẫn với hai chữ C bằng vàng 18K. Chiếc nhẫn này là được design rất là đẹp quý vị ơi. Hộp xoàn ở đây là VVS xuất sắc luôn á. Cái đôi bông nãy giờ đi cái này cũng dễ thương nè. Đây là một chiếc nhẫn với hai chữ C nhớ vị, kết kim cương. Rất là kim cương, đây đều là những viên kim cương nước đi VVS trắng sạch. Này là mới cáo cạnh luôn nha. Đây là chiếc nhẫn mới ra lò. Mới cáo cạnh luôn bằng vàng 18 nha. Chiếc nhẫn này bằng vàng 18. Lâm Duy xin mời quý vị gọi vào cho chiếc nhẫn này với cái giá chỉ có 690 đô la mà thôi quý vị ơi. 690 đô la. Đây là mẫu này là đi cùng với cái cặp bông tai hồi nãy nha quý vị. 690 đô la. Một lần nữa, tiệm ngày mai mở cửa lúc 11 giờ. Và số phone liên lạc trực tiếp với tiệm để quý vị ra tiệm kiếm sản phẩm là 310 968 0577. 310 968 0577 nha quý vị. Chiếc nhẫn này cũng on sale đó nha quý vị. Hôm bữa 800 á, 800 mấy, giờ còn có 690 đồng cho một chiếc nhẫn với hai chữ C. Thì em biết có nhiều quý vị đã có mặt dây chuyền rồi hoặc là đôi bông rồi. Mình chưa có nhẫn thì mình kết lại thành có nguyên một cái bộ luôn nha. Kim cương này thì bảo đảm quý vị rồi, rất là trắng, nước đi VVS luôn. Kết lại với hai chữ C. Này là mới kéo cạnh luôn, mới ra lò. Cho một chiếc nhẫn hai chữ C xuất sắc rồi, 690 đồng. Chiếc nhẫn được làm bằng vàng 18K, mẫu thiết kế design theo cái kiểu là hai chữ C nha. Quý vị hôm nay không biết cuối tuần mình đi ấy ha. Tuần sau là lễ rồi. Và bây giờ xin mời quý vị lại bước qua mẫu thiết kế kế tiếp. Sẽ là một sợi dây lắc tay số 15. Số 15 đặc biệt vô cùng luôn quý vị ơi. Đây là một chuỗi đá màu đỏ, garnet và kim cương. Quý vị thấy đẹp không quý vị? Đây là một cái chuỗi đá màu đỏ, tổng cộng ở trên đây là cũng phải 50 carat nha quý vị. 50 carat và nạm kim cương đi vòng quanh với giá chỉ có 730 đô la thôi quý vị ơi. Đẹp quá và sang lắm luôn. Nạm kim cương đi, rất là nhiều kim cương bọc xung quanh mỗi cái viên đá chính giữa đây. 730 đồng. Mình đến với một cái chuỗi đá đỏ nha quý vị. Đi một cái vòng kim cương ở ngay chỗ cái trung tâm đó. Đó là kim cương rất là sáng, rất là đẹp. Và xen kẽ đó là những viên bi bằng vàng. Đẹp, cái chiếc lắc tay này dễ thương mà đẹp lắm, nhìn vô nó sang. Không phải là chiếc lắc tay thường nha quý vị. Nó có một cái kiểu đặc biệt riêng, nhìn nó sang. Và nhất là trời lạnh, trời nóng này quý vị, đeo nó lạnh mát người luôn. 730 đồng. Rồi, 730. Đẹp không quý vị thấy cái sự nhìn nó thanh nhã, đẹp. Đây là một cái chuỗi đá rất là đặc biệt quý vị, mỗi cái viên này là khoảng 8 ly mấy, 9 ly nha, 8 ly rưỡi đó quý vị, rất là đẹp. Chuỗi này rồi với cái giá là 700 mấy, 750 đô la. Cảm ơn quý vị nha. Và chúng ta sẽ bước qua một tượng thánh giá rất đặc biệt ngày hôm nay là số 16. Xin mời quý vị nhìn lên màn hình để chúng ta đến với số 16.
Quý vị, đây là một tượng thánh giá được nạm kim cương, mà tất cả những viên kim cương nằm ở trên đây nó gọi là green diamond, kim cương màu xanh quý vị, rất là hiếm có. Tổng cộng hột xoàn ở trên đây, bây giờ cứ chẳng đếm đi bao nhiêu viên hột xoàn trên đây, 46 viên kim cương 2.5 ly hình vuông, gọi là green diamond quý vị ơi. Đây là một tượng thánh giá đặc biệt độc nhất, không có cái thứ hai đâu quý vị. Rồi, tượng thánh giá này xin gửi đến quý vị giá là 760 đô la mà thôi, 760 đô la nha quý vị. Đây là tượng thánh giá green diamond, tất cả tổng cộng là 3 carat kim cương để làm lên mẫu thiết kế này. Cũng là một cái kiểu mới đặc biệt nha quý vị. À, quý vị nào thích đeo một cái tượng thánh giá, em thấy nam nữ đều đeo được hết nha. Với cái tượng thánh giá này một lần nữa, đây là kim cương màu green chứ không phải là đá nha quý vị, mà là kim cương. Kim cương màu xanh, green diamond. Hồi với giá cắt là hình vuông nha quý vị, princess cut. Tổng cộng là 46 viên này, nam nữ đều đeo được hết nha. À, cái bảng này thì không kén người đeo. Dài thì cũng khoảng đâu 1.5 inch, gần như 2 inch. Mà quý vị thấy đẹp không? Đó. Lạ, đặc biệt. Đó, kim cương màu xanh như thế này, đi mà cái giá cắt là hình hình vuông princess cut nữa thì nó độc và lạ. Đó. Nhìn hay lắm nha quý vị, 760 đồng. Có sự lấp lánh ha. 760. Tượng thánh giá kim cương xanh, green diamond. Dạ, hello. Dạ, anh nghe. Rồi, ok rồi, cái này là 780 đô la luôn. 8. Dạ được. Wow. Ra lấy hay là em gửi đi cho chị? Dạ, chủ nhật nha. Chủ, rồi, nhật, chủ nhật quý vị nào ra lấy ngày mai, và mình sẽ mở cửa ngày mai lúc 11 giờ. Quý vị nào mua rồi, sắm quý rồi, vị rồi, sẽ nhận được vòng cẩm thạch thiên cẩm thạch nha quý vị. Đây rồi, là chủ những nhật, chiếc vòng cẩm thạch ha. Mình sẽ tặng cho quý vị nếu dạ, mà quý vị rồi. Mua từ 500 rồi. Đô la trở dạ. lên. Đây là một món Ruby. Quà trị giá dạ, cũng mấy trăm đô la rồi, luôn, quý vị đẹp luôn. Quá luôn. Rồi, cảm ơn quý vị rất là dạ. nhiều. Dạ, và ngay bây giờ xin mời quý vị qua mẫu thiết kế số 14 là một chiếc nhẫn hộp xoàn 5.5 ly nha quý vị. Cái này là 5.5 ly, 5.7 ly luôn đó quý vị ơi. Đây là 5.5 ly một viên hộp xoàn nước F color SI clarity với giá là 1.470 đô la cho chiếc nhẫn này. 1.470 đô la mà thôi. 470. Chúng ta chỉ ra lấy hai món, cái lắc tay với cái mặt thánh giá. Rồi mình đến cái viên kim cương này nó chiếu lắm nha quý vị, nó rất là chiếu, nó rất là sáng, và trong cái vỏ thì rất là dễ thương, giống như hai cái nốt nhạc quý vị đó, mà kết thành một cái mẫu thiết kế. Mình thấy không, đi cái nốt nhạc kim cương đó, nó đi nó móc vào với nhau, kim cương nhận theo cái kiểu chấu channel setting đó, đi chính giữa sáng chiếu, phải nói rất là đặc biệt cho cái kiểu thiết kế này. Một lần nữa, một viên kim cương khoảng như là 5 ly hơn, 1.470 đồng, 5.5 ly à, 5.5 ly thằng nhớ vậy. Nói cái vỏ này thôi vị, bây giờ quý vị chia làm hai đi, 700 mấy cho cái vỏ, 700 mấy cho viên kim cương là mình biết cái giá rồi. 1.470. Đặt cái viên kim cương này nó rất là sáng nha, nó rất là chiếu, trong cái vỏ dễ thương và đẹp lắm, nó đơn giản. Đi cái đó rồi có một cái đường kia vàng trắng nữa, thêm giống như là hai chiếc nhẫn vậy á. Em coi cái nó bằng cái gì, em thấy cũng nặng ghê, nặng vàng. Wow, cái nhẫn này đặc biệt, kiểu thiết kế rất là dễ thương nha quý vị. Đây là một kiểu thiết kế rất là mới, mẫu thiết kế này được design vàng 14. Và ngay bây giờ xin mời quý vị lại đến với một cặp bông tai rất là đặc biệt của công ty số 13 ngày hôm nay.
Rồi, với giá là 1790 đô la. Và bây giờ xin mời quý vị lại bước qua, mình có một cặp bông tai này còn sót lại ngày hôm nay. Mẫu thiết kế số 13 là một cặp bông tai kiểu hột xoàn 4 ly rưỡi ở đây nha quý vị. Ở đây là 4 ly 3, từ 4 ly 3 đó trở lên. Số 13 là kiểu bông tai khoen. Cặp bông tai này là quý vị thấy mỗi bên là cặp một viên hột xoàn 4 ly 2, 4 ly 3. Nước E Color SI Clarity 630 đô la cho cặp bông tai này. Mình sẽ show now ngay lập tức luôn nha quý vị. Cặp bông tai này rất là rẻ luôn, sẽ không còn nữa đâu quý vị ơi. 630 đồng, yes. Cái cặp bông tai này thì nhiều quý vị thích lắm. Một cái kiểu mới mẻ, đi một cái đôi bông tai khoen bằng vàng, nhưng mà đông đưa với hai viên kim cương. Khoảng đâu là, này là mấy ly? 4 ly mấy đó quý vị, 42, 4 ly 3. Đúng rồi, mình nhìn giống như 5 ly quý vị. Họ đi cái chấu bezel nha. Và đều là những viên kim cương, phải nói rất là trắng, rất là sáng, rất là đẹp, rất là sạch. Dễ thương lắm quý vị. Với cái giá chỉ có 630 đồng thôi quý vị ơi. Wow, cái này rẻ quá ha. Bây giờ quý vị mua 2 viên kim cương mà 4 ly rưỡi đi. Đó, một viên quý vị mua cũng... Wow, thật sự nha, mua bên tặng bên đó. Chỉ đơn giản 2 viên kim cương thôi nha. Đó, đông đưa, rất là xinh, rất là dễ thương. Đây, lần nữa, một đôi bông tai đặc biệt on sale ngày hôm nay luôn. 630 đồng cho hai viên kim cương 4 ly rưỡi, mình nhìn giống như 5 ly á, đi cái chấu bezel, nó nhìn nó to và kim cương trắng đẹp chiếu nha, sạch. Hai cái khoen dễ thương không quý vị? Đó. Đôi hai đôi rồi nha. Bắt đầu thích cứ gọi ngay nha. Rồi, với giá là 650 đô la. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Hello chị Holly Vương. Hello chị Christy One Red Dragon Lady. Rồi cô Thu và tất cả quý vị đang theo dõi trên YouTube, trên TV. Chúc quý vị có được những cái ngày lễ cuối tuần, những ngày đầu tháng 7, Happy July 4. Rồi holiday, rồi happy birthday. Wow, quá trời là niềm vui trong cái tháng 7 này. Có quý vị nào đi du lịch không? Quý vị khách hàng của Lâm Trà Vĩ năm đi nay là đi. Ai cũng đi du lịch hết trơn rồi. Và chị này chị nói chị lên máy bay chỉ gặp rất là đông người quen ở trên máy bay mà chị nói không cái biết đó em thấy gì lạ. Tại em thấy ai cũng đi hết là đương nhiên mình phải sẽ gặp rồi. Phải không? Yes. Đó, mẫu thiết kế số. Và ngay bây giờ xin mời quý vị qua mẫu thiết kế số 17. 17 ngày hôm nay sẽ là một bộ kim cương. Wow, cái bộ lắc tay này là 7. Cái lắc tay này là gọi là ngũ sắc nha quý vị. Lắc tay ngũ sắc 5 màu. 1, wow. 2, 3, 4, 5. Cái lắc tay ngũ sắc này là 5 màu sắc của đá London Topaz, đá amethyst, đá peridot, đá stream và đá garnet, đi kèm chung là cặp bông tai amethyst với giá là 370 đô la, 360 đô la cho cặp bông, và sợi dây lắc tay là 590 đô la cho sợi dây lắc tay, 570 đô la đi, 570 đồng và 370 đồng. Vậy đi 370 đi. Đó, 370, 570 nha quý vị. Nào lấy mẫu này, quý vị gọi vào. Đây là một cái lắc tay ngũ sắc 5 màu sắc khác nhau, kết hợp cùng với một cặp bông tai kim cương và đá amethyst, chỉ có 370 đô la và 570 đô la. Quý vị muốn lấy mẫu nào? Wow, đẹp quá quý vị ơi. Nói tới cái bộ này đó, quý vị nào thích đeo lắc tay màu, đá màu rồi, thì mình có quyền chọn luôn. 390 đô la luôn. Cảm ơn quý vị gọi vào cho bộ này nha. Cái mình bộ có này đá là garnet rất là rẻ nè, luôn. Mình có đá stream nè, mình có đá peridot nè, mình có đá topaz hả, hay aquamarine, rồi amethyst. Đó, cho chiếc lắc tay nha, 1 màu, 2, 3, 4, 5 màu. Đó, trên chiếc lắc tay
570 đồng cho chiếc lắc tay. Rồi đến đôi bông với hai viên đá amethyst giá cắt hình oval, kim cương bọc xung quanh, sáng chiếu đẹp lắm nha. 370 đồng cho đôi bông thôi. Wow. Giữa cái màu tím và kim cương màu trắng, vàng màu trắng, nó chiếu rực rỡ luôn nhá quý vị. Đó, cái bộ này quý vị đeo lên bảo đảm quý vị sẽ bị mình mê liền. 370 và 570. Rồi đó là số 17 cho nguyên bộ.